Dữ liệu mới từ Messari tiết lộ rằng Solana đang nổi lên như một kẻ thách thức thống trị thị trường NFT của nền tảng hợp đồng thông minh Ethereum. Trong một báo cáo gần đây, Messari nói rằng mặc dù mức sử dụng tổng thể của Solana giảm trong quý 2 năm nay, hoạt động NFT của nó đã tăng tốc đáng kể. Sau khi đột phá vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022, hoạt động của Solana NFT đã tăng tốc trong bối cảnh mạng lưới sụt giảm, mức sử dụng và hoạt động của DeFi trong quý 2. NFT mới hàng ngày tăng đáng kể lên hơn 7 triệu NFT mới được đúc, tương đương với mức tăng trưởng 46,4%. Đối với quan điểm số NFT mới được đúc trong 6 tháng đầu năm 2022, cao gấp đôi số lượng được đúc trong toàn bộ năm 2021. Theo Nessari, hoạt động NFT gia tăng của Solana đang tăng lên do sự thành công của MetaFlex, một công cụ mã nguồn mở cho phép người dùng tạo thị trường NFT dựa trên Solana, ra mắt bộ sưu tập Serum NFT và gây quỹ bởi chính thị trường NFT Solana Magic Eden. Mặc dù Ethereum duy trì 85% sự thống trị và kiểm soát vị trí số 1 về khối lượng bán thứ cấp của NFT, Solana vẫn tiếp tục chiếm thị phần so với các Layer 1 thay thế trong nhóm ngân hàng.